cố gắng rất nhiều, và đặc biệt là cố gắng trong tháng 7, tháng 8 vừa qua để đạt được cái chương trình thi đua FDIT có mặt ngày hôm nay. Một lần nữa, tôi xin đại diện ban lãnh đạo đi cảm ơn sự cố gắng của tất cả các anh chị